Thưa quý vị, nông nghiệp Việt Nam đang nhanh chóng hội nhập thế giới, tuy nhiên sản xuất nông nghiệp vẫn còn manh mún nhỏ lẻ. Hợp tác xã chính là đòn bẩy kết nối sản xuất, nâng cao giá trị nông sản từ các sản phẩm đặc thù của địa phương. Với vùng sâu vùng xa, đây chính là thước đo giá trị mà ở đó hợp tác xã là mắt xích quan trọng, đang góp phần thay đổi đời sống bà con vùng khó khăn. Vâng, và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động nông dân, hợp tác xã tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ phát triển kinh tế tập thể, được coi là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cho người dân địa phương. Năm 2015, sau khi học hỏi mô hình, anh Tuấn đã bắt tay vào nghề trồng nấm đông trùng hạ thảo. Do chưa nắm được nhu cầu thị trường, nên sản phẩm không có mẫu mã bắt mắt, chưa thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng. Nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, năm 2020, anh Tuấn đã thành lập Hợp tác xã Đông trùng Hạ thảo Mộc Châu, tham gia chương trình mỗi xã phường một sản phẩm. Từ đây, một quy trình sản xuất chuyên nghiệp đã ra đời. Bên tổ tư vấn sẽ giúp đỡ chúng tôi là hệ thống lại cái cơ sở sản xuất của mình, làm sao để cho nó đi vào một cái quy chuẩn, quy mô cho nó bài bản hơn. Thì chúng tôi trước đây là làm thì nó cũng chưa được bài bản và đầy đủ như khi tham gia vào chương trình OCOP, từ cách làm và đến cách quản lý chất lượng của sản phẩm. Bà đỡ từ chính sách và từ các cơ quan chuyên môn đã giúp hợp tác xã mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến nay, hợp tác xã đã có nhà xưởng rộng trên 500 m2. Các phòng nuôi, phòng chờ cấy, ngủ đông được áp dụng trang thiết bị hiện đại để sản phẩm phát triển ổn định. Để sản phẩm đạt chất lượng cao, cần đảm bảo nhiệt độ trung bình từ 18 đến 22 độ C, với độ ẩm từ 70 đến 80%. Điều này đòi hỏi mỗi xã viên cần nắm rõ kiến thức và kỹ năng chăm sóc. Tuần thì nó sẽ phun chân khoảng tầm 1 tháng thì là nó sẽ dài như thế này, và tầm 2 tuần nữa là mình thu hoạch được. Trong điều kiện mới hội nhập quốc tế, đòi hỏi các hợp tác xã cần phải có nông sản chất lượng, đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu về số lượng và khả năng cung ứng liên tục, cũng như có các phương thức để quảng bá và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. Muốn làm được như vậy, việc tăng cường liên kết với các doanh nghiệp và các bên liên quan trong các chuỗi giá trị ngành hàng để giải quyết các khó khăn về vốn, công nghệ là yêu cầu cấp thiết. Thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá và xúc tiến thương mại để làm sao các sản phẩm đấy được tiêu thụ các cái sản phẩm với khối lượng và số lượng nhiều nhất. Chúng tôi quan tâm đặc biệt về vấn đề chất lượng, về vấn đề an toàn thực phẩm. Trong lĩnh vực về kinh tế tập thể, hợp tác xã cho phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh Sơn La, triển khai có hiệu quả các cái hoạt động về chuyên môn gắn với ngành, như là tổ chức các cái hội nghị tuyên truyền sáng lập viên thành lập hợp tác xã, tập huấn bồi dưỡng về nguồn nhân lực hợp tác xã, xây dựng và vận hành phần mềm cơ sở dữ liệu hợp tác xã. Trong bối cảnh mới, với tình hình kinh tế xã hội, thị trường thế giới và trong nước có nhiều thay đổi, đòi hỏi các hợp tác xã phải tìm cách thích ứng. Trong đó cần đầu tư cho nguồn nhân lực để mở rộng kinh doanh và hợp tác trong các hệ sinh thái là hướng đi đúng trong phát triển kinh tế tập thể. Thưa quý vị, rút ngắn thời gian, hiệu suất canh tác cao, thay thế sức người phù hợp xu thế nông nghiệp hiện đại. Đó là những lợi thế khi áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ ở những vùng sản xuất lớn, việc áp dụng máy móc trong sản xuất còn giúp nông dân vùng cao tạo ra lợi thế cho ngành nông nghiệp. Đây là cơ sở để tạo dựng phát triển các chuỗi ngành hàng nông sản bền vững có sự liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, phù hợp với chiến lược trong nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước ta về thúc đẩy cơ giới hóa chuyển đổi sản xuất nông nghiệp bền vững. Việc ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp nói chung được đánh giá sẽ góp phần giải quyết bài toán nhân công lao động ngày càng thiếu hụt ở nông thôn. Tuy nhiên, với một số tỉnh vùng cao có lợi thế về cây ăn quả, áp dụng máy móc và sản xuất cũng không ít thách thức đặt ra. Nhiều hợp tác xã có diện tích phân bố không tập trung nên việc áp dụng hệ thống máy móc không được đồng đều, khiến việc đầu tư máy móc, công nghệ trở nên lãng phí. Khi mà mình muốn đầu tư những cái công nghệ hiện đại để làm sao mà sản xuất nó đồng bộ thì cũng khó khăn. Như vậy bởi vì là bây giờ hiện có bốn cái nhà kính ở 4 điểm khác nhau. Đấy, như vậy là mình sẽ phải đầu tư 4 cái hệ thống nó khác nhau. Như vậy nó cũng làm tăng cái giá thành đầu vào cho hợp tác xã.
Một khó khăn khác của việc áp dụng cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ là chi phí đầu vào quá sức. Ở địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa thì số lượng các hợp tác xã, hộ dân làm được điều này còn rất ít ỏi. Vì họ tính toán rằng chi phí ban đầu bỏ ra quá lớn, trong khi lợi nhuận thu về không đủ bù chi. Cũng do là thiếu về cái điều kiện về cơ sở vật chất như là về kho lạnh, dịch vụ đầu vào, về giống, về vật tư và kỹ thuật. Một điểm nữa là trình độ khoa học kỹ thuật, việc tiếp cận khoa học kỹ thuật của các cái thành viên của hợp tác xã thì vẫn còn rất nhiều hạn chế. Hiện nay riêng ở Sơn La có 207 hợp tác xã bước đầu ứng dụng công nghệ cao, thực hiện cơ giới hóa để tạo ra các chuỗi nông lâm thủy sản bền vững trong tổng số 665 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Nhằm cụ thể hóa và đưa các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm kịp thời tổ chức hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đến nay, đã có 40 hợp tác xã hoạt động theo chuỗi giá trị, 32 hợp tác xã ứng dụng cơ giới hóa vào các khâu sản xuất, canh tác cho hiệu quả kinh tế cao. Cơ chế chính sách của tỉnh thì cũng đang tập trung là hỗ trợ cho hợp tác xã. Và hiện nay trên địa bàn tỉnh đang còn có một nghị quyết là nghị quyết 128 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ thu hút các cái doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư và phát triển nông nghiệp nông thôn. Thì trong đó có những cái hạng mục là đầu tư cho cơ giới hóa, ví dụ là về các cái làm đất hay là về hệ thống tưới tiết kiệm. Thì cái chủ thể mà tập trung ở hỗ trợ ở đây là thông qua hợp tác xã. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để chuyển đổi cách tiếp cận cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, cần sự phối hợp chặt chẽ và vào cuộc quyết liệt của tất cả các bên. Với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sẽ rà soát và tham mưu trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách về cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp. Trong đó, đề xuất chính sách hỗ trợ cơ giới hóa đồng bộ, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn về máy nông nghiệp. Ngoài ra, Bộ sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan để xây dựng đề án phát triển trung tâm cơ giới hóa vùng và hướng dẫn các địa phương thực hiện. Đặc biệt, sẽ lấy các hợp tác xã làm nòng cốt để triển khai chương trình hiệu quả, bền vững. Thưa quý vị, xuất khẩu thủy sản đang có những dấu hiệu dần hồi phục bởi thị trường thế giới đang bước vào mùa lễ hội cuối năm, cùng với sự phục hồi của thị trường Mỹ. Điều này được kỳ vọng để xuất khẩu thủy sản có thể bứt tốc những tháng cuối năm và không tuột mốc 10 tỷ đô la Mỹ. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, xuất khẩu thủy sản tháng 10 năm 2023 ước đạt trên 863 triệu đô la Mỹ, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến hết tháng 10 năm nay, xuất khẩu thủy sản thu về gần 7,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính tới hết tháng 10 năm 2023, mặt hàng tôm chiếm 38% kim ngạch xuất khẩu thủy sản với giá trị trên 2,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 10, xuất khẩu tôm đạt khoảng 320 triệu đô la Mỹ, giảm 11% so với tháng 10 năm 2022. Xuất khẩu cá tra trong tháng 10 đạt 189 triệu đô la Mỹ, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm 2022. Theo đó, tới hết tháng 10, xuất khẩu cá tra đạt trên 1,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu cá tra đang có tín hiệu khả quan hơn sau những thông tin tích cực về thị trường Hoa Kỳ. Sau chương trình thanh tra của FSIS, giá cá tra Việt Nam được đánh giá về an toàn thực phẩm tốt. Nhu cầu tôm chế biến sâu có xu hướng tăng vào dịp lễ cuối năm. Xuất khẩu tôm Việt Nam trong những tháng cuối năm nay tiếp tục thu hẹp mức giảm và ghi nhận kết quả tích cực hơn nửa đầu năm.